Thành ra cái câu sau cùng thì đồng đạo hỏi ông Năm dạy rõ cái đường tu cho thành Phật. Thì cái thành Phật này nó có nhiều cách tu, phải không? Những người mà tu thông thường đó thì từ thấp lên cao, nhân thừa, thiên thừa, tức là đạo làm người, là giữ ngũ giới, giữ mười giới thập ác không phạm, là sanh lên cõi trời. Đó, rồi mới thinh văn thừa, là sống thẳng ngay cái tâm thanh tịnh không vọng niệm, mới Bồ Tát thừa, từ không vọng niệm đó phát đại nguyện độ chúng sanh, là Bồ Tát thừa đó. Rồi mới lên Phật thừa. Phật thừa thì không cần trải qua mấy cái kia nữa, sống thẳng ngay chất Phật của mình, ngộ ngay Phật của mình thì thành Phật, rồi độ chúng sanh đều thành Phật hết. Đó là Phật thừa, tối thượng thừa. Thì bây giờ cái hoàn cảnh xã hội đi đến cái lúc ly lạc, thế giới này đang bùng nổ chết chóc, cho nên Đức Thầy khai ngộ cho tôi. Đức Thầy nó tu như đệ tử Phật hồi xưa, tu như từ lâu, từ thừa này tới thừa kia không còn kịp nữa. Ở đây tu chậm rãi chết hết, bây giờ Thầy khai ngộ cái pháp môn, tu thành Phật liền, không có thừa nào hết trơn. Như vậy đó thì mới kịp đi cơ tận diệt. Lúc này thế giới bi ai, chẳng nói vắng dài Phật nọ thức tâm. Đó, bây giờ thế giới đang bi ai rồi, đang chết rồi, bây giờ ở đây mà thừa hoài chết hết còn gì. Bây giờ thôi không có thừa gì chứ. Cái tâm ông là Phật, ông nhận ngay cái biết ông, buông hết tất cả thì đắc đạo liền, thành Phật liền, không có nói bơi bố, ngồi đây đắc đạo hết trơn. Không ai đắc, tôi thường cho. Thế câu số 10, đồng đạo hỏi: nhập môn cao đài hả? Nhập môn cao đài quy y được ký, nhờ ông Năm chỉ dạy giùm cho đồng đạo hiểu. Nhập môn cao đài hả? Nhập môn cao đài quy y được ký. Cái đó nói về cao đài giáo. Bây giờ nhập môn cao đài rồi, mình quy y thì được có cái thọ khí chứng cho mình, cũng như có cái thiên mạng vậy. Thầy chú nói lại, nhờ chú Năm nói lại câu số 10, nhập môn cao đài quy y được không? Thì kính thưa quý vị, nhập môn cao đài quy y được chứ không phải không được, nhưng mà nó là tiểu học, cho nên mình theo Thiên Chúa là trung học, theo Thầy là đại học. Cho nên theo Thầy rồi thì khỏi trở lại cao đài nữa, mà mình là cao đài thì nên quy y theo Thầy. Để tiếc là bây giờ cái lớp đó cũng chưa phải là lớp cuối cùng. Cao đài vẫn luân hồi sinh tử, Thiên Chúa vẫn luân hồi sinh tử, chỉ có Phật mới ra khỏi luân hồi sinh tử. Có chính mấy bác tôi là cao đài dẫn xuống đây ở Tà Thánh Tây Ninh, dẫn mấy trăm người mặc đồ trắng nửa đêm xuống đây yêu cầu tôi thuyết pháp. Tôi thuyết cho mấy ông nghe rồi, ông nào cũng mừng khấp khởi luôn. Đó là sự thật. Dạ, rồi xong rồi đó. Rồi tới câu 11 tiếp theo. Làm như thế nào mới được gọi là buông cái thân, trong khi mình đang dùng cái thân để sống và tu? Rồi, nhiêu đó. Bây giờ thường thường thì ai cũng nói buông cái thân là đạo, nhưng mà mình đương dùng cái thân này mà buông nó rồi sao sống được, cái ý nó vậy đó hen. Buông cái thân là buông cái chấp, mình chấp cái thân này là mình, cho nên mình mới bị nó đài đạ, mới bị nó khổ đau, mới bị nó luân hồi sinh tử. Mình mượn cái thân để lập công bồi đức, mượn cái thân để tu hành, mình là ông chủ như ông điều khiển cái thân đó. Như vậy là mình thành Phật, lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần mới có thể mong về cực lạc. Đó, cái thân này nó hay có cái tánh phàm trần, nó sanh ra đủ thứ hết trơn, lục căn ô những lục trần, ba nghiệp tạo mười đứa. Bây giờ lấy chân nhân dẹp hết, tụi bây gian ra hết đi, tao là ông Phật, mày đừng lại khuấy rối tao nữa, thì nó tạc ra hết, thì về cực lạc. Cười cái gì cứ lạc hàng nhé. Rồi câu tiếp theo. Đối với Phật tử tại gia vẫn còn trách nhiệm với con, các con còn nhỏ tuổi thì làm sao có thể buông hết được? Nhưng vẫn còn chọn đạo nghĩa. Thường thường người ta lầm á, người ta nói buông cái bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ con đi tu, chứ không phải như vậy. Buông là buông cái chấp, bổn phận vợ lo cho chồng, bổn phận chồng lo cho vợ, cha mẹ lo cho con, đâu có tội gì. Ai hồi nào giờ có cấm gì đó đâu. Mình làm bổn phận, mình lo chu đáo,
mà đừng ô nhiễm, đừng dục vọng, đừng ham muốn. Hồi đó mình làm ai chọc tới mình nổi nóng, còn bây giờ mình làm ai chọc tới mình nên tôi vui vẻ đó, thật đó. Cười đi thành Phật, trong chữ tôi cười và là Di Lạc đó. Giờ để con hỏi tiếp theo chú câu này. Có vị đồng đạo này nói: cư sĩ tại gia có vợ có chồng mà giải thoát được không? Tu giải thoát được không, nhờ ông Năm chỉ dạy giùm. Cái này mới hay đó, ai hỏi câu đó nó hay à. Thẳng lời tôi giải thích cho luôn. Bây giờ cư sĩ tại gia có vợ có chồng là ban đầu tu nhân đạo, lần lần cái mình tu trưởng thành lên, mình thấy từ lâu tạo nghiệp khổ quá rồi, lo vợ lo con rồi lo vật chất đủ thứ hết, thôi giờ chán rồi thì đủ, thôi vợ chồng mình chán tu giải thoát thì cho cái nhà mình là cái chùa, vợ chồng là tình đồng đạo dưỡng nuôi đó, dứt ái ân quyến thuộc triệt trọ, khắc sống khổ thương yêu liên liệt thì thành mật ráo hết trơn, vợ cũng thành, chồng cũng thành Phật luôn. Còn không anh? Thôi vậy để đừng xin tiếp theo chút xíu cho này ha. Bởi vì thường người ta chấp là những người tu sĩ tại gia có cái giải thoát và thành Phật, nhưng mà sự thật ra là ông Năm nói đó rất là tỏ thường rồi, để cho quý vị có mặt hôm nay tại đây để mình khỏi chấp vào đó nữa, để quyết tâm để mình tu tiến tới để đến đường liễu sanh thác tử, để về quê hương xưa của chính mình, đó là Phật giới. Chứ không phải mà có vợ có chồng không giải thoát được là điều đó nghĩ như vậy là sai lầm. Rồi thì đây xin chậm dừng đi ha. Thành ra cái câu sau cùng thì đồng đạo hỏi ông Năm dạy rõ cái đường tu cho thành Phật. Thì cái thành Phật này nó có nhiều cách tu, phải không? Những người mà tu thông thường đó thì từ thấp lên cao, nhân thừa thiên thừa, tức là đạo làm người là giữ ngũ giới, giữ mười giới thập ác không phạm là sanh lên cõi trời đó, rồi mới thinh văn thừa là sống thẳng ngay cái tâm thanh tịnh không vọng niệm, mới Bồ Tát thừa, từ không vọng niệm đó phát đại nguyện độ chúng sanh là Bồ Tát thừa đó, rồi mới lên Phật thừa. Phật thừa thì không cần trải qua mấy cái kia nữa, sống thẳng ngay sắc Phật của mình, ngộ ngay Phật của mình thì thành Phật, rồi độ chúng sanh đều thành Phật hết. Đó là Phật thừa, tối thượng thừa. Thì bây giờ cái hoàn cảnh xã hội đi đến cái lúc ly lạc, thế giới này đang bùng nổ chết chóc, cho nên Đức Thầy khai ngộ cho tôi. Đức Thầy nó tu như đệ tử Phật hồi xưa, tu như từ lâu, từ thừa này tới thừa kia không còn kịp nữa. Ở đây tu cầm gã chết hết, bây giờ Thầy khai ngộ cái pháp môn tu thành Phật liền, không có thừa nào hết trơn. Như vậy đó thì mới kịp đi cơ tận diệt. Lúc này thế giới bi ai, chẳng nói vắng dài Phật nọ thích tâm. Đó, bây giờ thế giới đang bi ai rồi, đang chết rồi, bây giờ ở đây mà thừa hoài chết hết còn gì. Bây giờ thôi không có thừa gì chứ. Cái tâm ông là Phật, ông nhận ngay cái biết của ông, buông hết tất cả thì đắc đạo liền, thành Phật liền, không có nói mơi mốt, ngồi đây đắc đạo hết trơn. Không ai đắc tôi thường cho. Thế câu số 10, đồng đạo hỏi: nhập môn cao đài hả? Nhập môn cao đài quy y được ký, nhờ ông Năm chỉ dạy giùm cho đồng đạo hiểu. Nhập môn cao đài hả? Nhập môn cao đài quy y được ký. Cái đó nói về cao đài giáo. Bây giờ nhập môn cao đài rồi, mình quy y thì được có cái thọ ký chứng cho mình, cũng như có cái thiên mạng vậy. Rồi chú nói lại, nhờ chú Năm nói lại câu số 10: nhập môn cao đài quy y được không? Rồi, đó. Thì kính thưa quý vị, nhập môn cao đài quy y được chứ không phải không được, nhưng mà nó là tiểu học, cho nên mình theo Thiên Chúa là trung học, theo Thầy là đại học, cho nên theo Thầy rồi thì khỏi trở lại cao đài nữa, mà mình là cao đài thì nên quy y theo Thầy. Để tiếc là bây giờ cái lớp đó cũng chưa phải là lớp cuối cùng, cao đài vẫn luân hồi sinh tử, Thiên Chúa vẫn luân hồi sinh tử, chỉ có Phật mới ra khỏi luân hồi sinh tử. Nó chính mấy bác tôi là cao đài dẫn xuống đây ở Tà Thánh Tây Ninh, dẫn mấy trăm người mặc đồ trắng nửa đêm xuống đây yêu cầu tôi thuyết pháp, tôi thuyết cho mấy ông nghe rồi, ông nào cũng mừng khấp khởi luôn, đó là sự thật. Dạ, rồi xong rồi đó. Rồi tới câu 11 tiếp theo: làm như thế nào mới được gọi là buông cái thân, trong khi mình đang dùng cái thân để sống và tu?
Rồi, nhiêu đó. Ừ. Bây giờ thường thường thì ai cũng nói buông cái thân là đạo. Nhưng mà mình đương dùng cái thân này buông nó rồi sao sống được, cái ý nó vậy đó hen. Buông cái thân là buông cái chấp. Mình chấp cái thân này là mình, cho nên mình mới bị nó đài đà, mới bị nó khổ đau, mới bị nó luân hồi sinh tử. Mình mượn cái thân để lập công bồi đức, mượn cái thân để tu hành. Mình là ông chủ dân ông, điều khiển cái thân đó. Như vậy là mình thành Phật, lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần mới có thể mong về cực lạc. Đó, cái thân này nó hay có cái tánh phàm trần, nó sanh ra đủ thứ hết trơn, lục căn ô những lục trần, ba nghiệp tạo mười nữa. Bây giờ lấy chân nhân dẹp hết, tụi bây gian ra hết đi, tao là ông Phật, mày đừng lại khuấy rối tao nữa, thì nó tạc ra hết, thì về cực lạc. Cười cái về cực lạc rồi nhé. Rồi câu tiếp theo. Đối với Phật tử tại gia vẫn còn trách nhiệm với con, các con còn nhỏ tuổi thì làm sao có thể buông hết được. Nhưng vẫn còn chọn đạo nghĩa. Thường thường người ta lầm á, người ta nói buông cái bỏ vợ bỏ chồng bỏ con đi tu, chứ không phải như vậy. Buông là buông cái chấp, bổn phận vợ lo cho chồng, bổn phận chồng lo cho vợ, cha mẹ lo cho con, đâu có tội gì. Ai hồi nào giờ có cấm gì đó đâu. Mình làm bổn phận mình lo chu đáo, mà đừng ô nhiễm, đừng dục vọng, đừng ham muốn. Hồi đó mình làm ai chọc cái mình nổi nóng, còn bây giờ mình làm ai chọc cái mình nên tu vui vẻ đó. Phật đó, cười đi cái thành Phật. Chồng chữ tôi cười hoài là Di Lạc đó. Giờ để con hỏi tiếp theo chú câu này. Có vị đồng đạo này nói, cư sĩ tại gia có vợ có chồng mà giải thoát được không? Tu giải thoát được không? Nhờ ông Năm chỉ dạy giùm. Cái này mới hay đó, ai hỏi câu đó nó hay à. Thẳng lời tôi dễ thích cho luôn. Bây giờ cư sĩ tại gia có vợ có chồng là ban đầu tu nhân đạo, lần lần cái mình tu trưởng thành lên, mình thấy từ lâu tạo nghiệp khổ quá rồi, lo vợ lo con rồi lo vật chất đủ thứ hết, thôi giờ chán rồi thì đủ. Thôi vợ chồng mình chán tu giải thoát thì cho cái nhà mình là cái chùa, vợ chồng là tình đồng đạo dưỡng núi đó, dứt ái ân quyến thuộc triệt trọ, khắc sống khổ thương yêu đi liệt thì thành mật ráo hết trơn, vợ cũng thành, chồng cũng thành Phật luôn. Con không muốn. Thôi vậy để tưởng xin tiếp theo chút xíu cho này ha. Bởi vì thường thường người ta chấp là những người tu sĩ tại gia có cái giải thoát và thành Phật, nhưng mà sự thật ra là ông Năm nói đó rất là tỏ thường rồi, để cho quý vị có mặt hôm nay tại đây để mình khỏi chấp vào đó nữa, để quyết tâm để mình tu tiến tới để đến đường liễu sanh thác tử, để về quê hương xưa của chính mình, đó là Phật giới. Chứ không phải mà có vợ có chồng không giải thoát được là điều đó nghĩ như vậy là sai lầm. Rồi tới đây xin chậm dừng đi ha. Thành ra cái câu sau cùng thì đồng đạo hỏi ông Năm dạy rõ cái đường tu cho thành Phật. Thì cái thành Phật này nó có nhiều cách tu, phải không? Những người mà tu thông thường đó thì từ thấp lên cao, nhân thừa thiên thừa, tức là đạo làm người là giữ ngũ giới, giữ mười giới thập ác không phạm là sanh lên cõi trời. Đó, rồi mới thinh văn thừa là sống thẳng ngay cái tâm thanh tịnh không vọng niệm, mới Bồ Tát thừa, từ không vọng niệm đó phát đại nguyện độ chúng sanh là Bồ Tát thừa đó, rồi mới lên Phật thừa. Phật thừa thì không cần trải qua mấy cái kia nữa, sống thẳng ngay sự thật của mình, ngộ ngay Phật của mình thì thành Phật, rồi độ chúng sanh đều thành Phật hết. Đó là Phật thừa tối thượng thừa. Thì bây giờ cái hoàn cảnh xã hội đi đến cái lúc ly lạc, thế giới này đang bùng nổ chết chóc, cho nên Đức Thầy khai ngộ cho tôi. Đức Thầy nó tu như đệ tử Phật hồi xưa, tu như từ lâu, từ thừa này tới thừa kia không còn kịp nữa. Ở đây tu chậm rãi chết hết, bây giờ Thầy khai ngộ cái pháp môn, tu thành Phật liền, không có thừa nào hết trơn. Như vậy đó thì mới kịp đi cơ tận diệt. Lúc này thế giới bi ai, chẳng nói vắng dài Phật nọ thức tâm. Đó, bây giờ thế giới đang bi ai rồi, đang chết rồi, bây giờ ở đây mà thừa hoài chết hết còn gì. Bây giờ thôi không có thừa gì chứ, cái tâm ông là Phật, ông nhận ngay cái biết ông buông hết tất cả thì đắc đạo liền, thành Phật liền, không có nói mời bốn người ngồi đây đắc đạo hết trơn, không ai đắc tôi thường cho. Chắc chắn như vậy, không ai người đạo cho.
Thế câu số 10, đồng đạo hỏi: nhập môn cao đài hả? Nhập môn cao đài quy y được ký, nhờ ông Năm chỉ dạy giùm cho đồng đạo hiểu. Nhập môn cao đài hả? Nhập môn cao đài quy y được ký. Cái đó nói về cao đài giáo. Bây giờ nhập môn cao đài rồi, mình quy y thì được có cái thọ khí chứng cho mình, cũng như có cái thiên mạng vậy. Rồi chú nói lại, nhờ chú Năm nói lại câu số 10, nhập môn cao đài quy y được không? Rồi giờ nói thì kính thưa quý vị, nhập môn cao đài quy y được chứ không phải không được, nhưng mà nó là tiểu học, cho nên mình theo Thiên Chúa là trung học, theo thầy là đại học, cho nên theo thầy rồi thì khỏi trở lại cao đài nữa, mà mình là cao đài thì nên quy y theo thầy. Để tiếc là bởi vì cái lớp đó cũng chưa phải là lớp cuối cùng, cao đài vẫn luân hồi sinh tử, Thiên Chúa vẫn luân hồi sinh tử, chỉ có Phật mới ra khỏi luân hồi sinh tử. Nó chính mấy bác tôi là cao đài dẫn xuống đây ở Tà Thánh Tây Ninh, dẫn mấy trăm người mặc đồ trắng nửa đêm xuống đây yêu cầu tôi thuyết pháp. Tôi thuyết cho mấy ông nghe rồi, ông nào mới mừng khấp khởi luôn, đó là sự thật. Dạ rồi, xong rồi đó. Rồi tới câu 11 tiếp theo: làm như thế nào mới được gọi là buông cái thân, trong khi mình đang dùng cái thân để sống và tu? Rồi nhiêu đó. Bây giờ thường thường thì ai cũng nói buông cái thân là đạo, nhưng mà mình đương dùng cái thân này buông nó rồi sao sống được, cái ý nó vậy đó hen. Buông cái thân là buông cái chấp, mình chấp cái thân này là mình, cho nên mình mới bị nó đài đà, mới bị nó khổ đau, mới bị nó luân hồi sinh tử. Mình mượn cái thân để lập công bồi đức, mượn cái thân để tu hành, mình là ông chủ nhân ông điều khiển cái thân đó. Như vậy là mình thành Phật, lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần mới có thể mong về cực lạc đó. Cái thân này nó hay có cái tánh phàm trần, nó sanh ra đủ thứ hết trơn, lục căn ô nhiễm lục trần, ba nghiệp tạo mười đồ ác. Bây giờ lấy chân nhân dẹp hết, tụi bây gian ra hết đi, tao là ông Phật, mày đừng lại khuấy rối tao nữa, thì nó tạc ra hết, thì về cực lạc. Cười cái về cực lạc hả? Rồi câu tiếp theo: đối với Phật tử tại gia vẫn còn trách nhiệm với con, các con còn nhỏ tuổi thì làm sao có thể buông hết được? Nhưng vẫn còn chọn đạo nghĩa. Thường thường người ta lầm á, người ta nói buông cái bỏ vợ bỏ chồng bỏ con đi tu, chứ không phải như vậy. Buông là buông cái chấp, bổn phận vợ lo cho chồng, bổn phận chồng lo cho vợ, cha mẹ lo cho con, đâu có tội gì. Ai hồi nào giờ có cấm gì đó đâu. Mình làm bổn phận, mình lo chu đáo, mà đừng ô nhiễm, đừng dục vọng, đừng ham muốn. Hồi đó mình làm ai chọc cái mình nổi nóng, còn bây giờ mình làm ai chọc cái mình nên tôi vui vẻ. Đó, Phật đó. Cười đi, cái thành Phật. Chồng chữ tôi cười và là Di Lạc đó. Giờ để con hỏi tiếp theo chú câu này. Có vị đồng đạo này nói: cư sĩ tại gia có vợ có chồng mà giải thoát được không? Tu giải thoát được không? Nhờ ông Năm chỉ dạy giùm. Cái này mới hay đó, ai hỏi câu đó nó hay à. Thẳng này tôi dễ thích cho luôn. Bây giờ cư sĩ tại gia có vợ có chồng là ban đầu tu nhân đạo, lần lần cái mình tu trưởng thành lên, mình thấy từ lâu tạo nghiệp khổ quá rồi, lo vợ lo con rồi lo vật chất đủ thứ hết, thôi giờ chán rồi thì đủ, thôi vợ chồng mình chán tu giải thoát, thì cho cái nhà mình là cái chùa, vợ chồng là tình đồng đạo dưỡng nuôi đó, dứt ái ân quyến thuộc triệt trọ, khắc sống khổ thương yêu liên liệt thì thành mật ráo hết trơn, vợ cũng thành, chồng cũng thành Phật luôn. Còn không anh? Thôi vậy để được xin tiếp theo chút xíu cho này ha. Bởi vì thường thường người ta chấp là những người tu sĩ tại gia có cái giải thoát và thành Phật, nhưng mà sự thật ra là ông Năm nói đó rất là tỏ tường rồi, để cho quý vị có mặt hôm nay tại đây để mình khỏi chấp vào đó nữa, để quyết tâm để mình tu tiến tới để đến đường liễu sanh thác tử, để về quê hương xưa của chính mình, đó là Phật giới, chứ không phải mà có vợ có chồng không giải thoát được là điều đó nghĩ như vậy là sai lầm.
Rồi tới đây xin chậm dừng đi ha. Thành ra cái câu sau cùng thì đồng đạo hỏi ông Năm dạy rõ cái đường tu cho thành Phật. Thì cái thành Phật này nó có nhiều cách tu, phải không? Những người mà tu thông thường đó thì từ thấp lên cao, nhân thừa, thiên thừa, tức là đạo làm người, là giữ ngũ giới, giữ mười giới thập ác không phạm, là sanh lên cõi trời. Đó, rồi mới thinh nhân thừa, là sống thẳng ngay cái tâm thanh tịnh không vọng niệm, mới Bồ Tát thừa, từ không vọng niệm đó phát đại nguyện độ chúng sanh, là Bồ Tát thừa đó. Rồi mới lên Phật thừa. Phật thừa thì không cần trải qua mấy cái kia nữa, sống thẳng ngay sắc Phật của mình, ngộ ngay Phật của mình thì thành Phật, rồi độ chúng sanh đều thành Phật hết. Đó là Phật thừa, tối thượng thừa. Thì bây giờ cái hoàn cảnh xã hội đi đến cái lúc ly lạc, thế giới này đang bùng nổ chết chóc, cho nên Đức Thầy khai ngộ cho tôi. Đức Thầy nó tu như đệ tử Phật hồi xưa, tu như từ lâu, từ thừa này tới thừa kia không còn kịp nữa. Ở đây tu chậm rãi chết hết. Bây giờ Thầy khai ngộ các pháp môn, tu thành Phật liền, không có thừa nào hết trơn. Như vậy đó thì mới kịp đi cơ tận diệt. Lúc này thế giới bi ai, chẳng nói vắn dài Phật nọ thức tâm. Đó, bây giờ thế giới đang bi ai rồi, đang chết rồi. Bây giờ ở đây mà thừa hoài chết hết còn gì. Bây giờ thôi không có thừa gì chứ. Cái tâm ông là Phật, ông nhận ngay cái biết ông, buông hết tất cả thì đắc đạo liền, thành Phật liền, không có nói mê mốt gì trơn, ngồi đây đắc đạo hết trơn. Không ai đắc, tôi thường cho. Thế câu số 10, đồng đạo hỏi: nhập môn cao đài hả? Nhập môn cao đài quy y được ký, nhờ ông Năm chỉ dạy giùm cho đồng đạo hiểu. Nhập môn cao đài hả? Nhập môn cao đài quy y được ký. Cái đó nói về cao đài giáo. Bây giờ nhập môn cao đài rồi, mình quy y thì được có cái thọ khí chứng cho mình, cũng như có cái thiên mạng vậy. Rồi chú nói lại, nhờ chú Năm nói lại câu số 10: nhập môn cao đài quy y được không? Thì kính thưa quý vị, nhập môn cao đài quy y được chứ không phải không được. Nhưng mà nó là tiểu học, cho nên mình theo Thiên Chúa là trung học, theo Thầy là đại học. Cho nên theo Thầy rồi thì khỏi trở lại cao đài nữa. Mà mình là cao đài thì nên quy y theo Thầy. Để tiếc là vì cái lớp đó cũng chưa phải là lớp cuối cùng. Cao đài vẫn luân hồi sinh tử, Thiên Chúa vẫn luân hồi sinh tử, chỉ có Phật mới ra khỏi luân hồi sinh tử. Nó chính mấy bác tôi là cao đài dẫn xuống đây ở Tà Thánh Tây Ninh, dẫn mấy trăm người mặc đồ trắng nửa đêm xuống đây yêu cầu tôi thuyết pháp. Tôi thuyết cho mấy ông nghe rồi, ông nào mới mừng khấp khởi luôn. Đó là sự thật. Dạ, rồi xong rồi đó. Rồi tới câu 11 tiếp theo: làm như thế nào mới được gọi là buông cái thân, trong khi mình đang dùng cái thân để sống và tu? Rồi nhiêu đó. Bây giờ thường thường thì ai cũng nói buông cái thân là đạo, nhưng mà mình đương dùng cái thân này buông nó rồi sao sống được, cái ý nó vậy đó hen. Buông cái thân là buông cái chấp, mình chấp cái thân này là mình, cho nên mình mới bị nó đài đà, mới bị nó khổ đau, mới bị nó luân hồi sinh tử. Mình mượn cái thân để lập công bồi đức, mượn cái thân để tu hành, mình là ông chủ như ông điều khiển cái thân đó. Như vậy là mình thành Phật, lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần mới có thể mong về cực lạc. Đó, cái thân này nó hay có cái tánh phàm trần, nó sanh ra đủ thứ hết trơn, lục căn ô những lục trần, ba nghiệp tạo mười đồ ác. Bây giờ lấy chân nhân dẹp hết, tụi bây gian ra hết đi, tao là ông Phật, mày đừng lại khuấy rối tao nữa, thì nó tạc ra hết, thì về cực lạc. Cười cái gì cứ lạc hàng nhé. Rồi câu tiếp theo: đối với Phật tử tại gia vẫn còn trách nhiệm với con, các con còn nhỏ tuổi thì làm sao có thể buông hết được? Nhưng vẫn còn chọn đạo nghĩa. Thường thường người ta lầm á, ta nói buông cái bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ con đi tu, chứ không phải như vậy. Buông là buông cái chấp, bổn phận vợ lo cho chồng, bổn phận chồng lo cho vợ, cha mẹ lo cho con, đâu có tội gì. Ai hồi nào giờ có cấm gì đó đâu.
mình làm bổn phận, mình lo chu đáo, mà đừng ô nhiễm, đừng dục vọng, đừng ham muốn. Hồi đó mình làm ai chọc cái mình nổi nóng, còn bây giờ mình làm ai chọc cái mình yên tu vui vẻ. Đó, thật đó. Cười đi, cái thành Phật trong chữ tôi cười và là Di Lạc đó. Giờ để con hỏi tiếp theo chú câu này. Có vị đồng đạo này nói, cư sĩ tại gia có vợ có chồng mà giải thoát được không? Tu giải thoát được không? Nhờ ông Năm chỉ dạy giùm. Cái này mới hay đó, ai hỏi câu đó nó hay à. Thẳng này tôi giải thích cho luôn. Bây giờ cư sĩ tại gia có vợ có chồng là ban đầu tu nhân đạo, lần lần cái mình tu trưởng thành lên, mình thấy từ lâu tạo nghiệp khổ quá rồi, lo vợ lo con rồi lo vật chất đủ thứ hết, thôi giờ chán rồi thì đủ thôi vợ chồng mình chán tu giải thoát, thì cho cái nhà mình là cái chùa, vợ chồng là tình đồng đạo dưỡng nuôi đó, dứt ái ân quyến thuộc triệt trọ, khắc sống khổ thương yêu ly liệt thì thành mật ráo hết trơn, vợ cũng thành, chồng cũng thành Phật luôn. Còn không anh? Thôi vậy để tôi cũng xin tiếp theo chút xíu chỗ này ha. Bởi vì thường thường người ta chấp là những người tu sĩ tại gia có cái giải thoát và thành Phật, nhưng mà sự thật ra là ông Năm nói đó rất là tỏ tường rồi, để cho quý vị có mặt hôm nay tại đây để mình khỏi chấp vào đó nữa, để quyết tâm để mình tu tiến tới để đến đường liễu sanh thác tử, để về quê hương xưa của chính mình, đó là Phật giới. Chứ không phải mà có vợ có chồng không giải thoát được, là điều đó nghĩ như vậy là sai lầm. Rồi thì đây xin chậm dừng đi ha. Thành ra cái câu sau cùng thì đồng đạo hỏi ông Năm dạy rõ cái đường tu cho thành Phật. Thì cái thành Phật này nó có nhiều cách tu, phải không? Những người mà tu thông thường đó thì từ thấp lên cao, nhân thừa thiên thừa, tức là đạo làm người là giữ ngũ giới, giữ mười giới thập ác không phạm là sanh lên cõi trời đó, rồi mới thinh văn thừa là sống thẳng ngay cái tâm thanh tịnh không vọng niệm, mới Bồ Tát thừa từ không vọng niệm đó phát đại nguyện độ chúng sanh là Bồ Tát thừa đó, rồi mới lên Phật thừa. Phật thừa thì không cần trải qua mấy cái kia nữa, sống thẳng ngay sắc thật của mình, ngộ ngay Phật của mình thì thành Phật, rồi độ chúng sanh đều thành Phật hết. Đó là Phật thừa, tối thượng thừa. Thì bây giờ cái hoàn cảnh xã hội đi đến cái lúc ly lạc, thế giới này đang bùng nổ chết chắc, cho nên Đức Thầy khai ngộ cho tôi. Đức Thầy nó tu như đệ tử Phật hồi xưa, tu như từ lâu, từ thừa này tới thừa kia không còn kịp nữa. Ở đây tu chậm rãi chết hết. Bây giờ Thầy khai ngộ cái pháp môn tu thành Phật liền, không có thừa nào hết trơn. Như vậy đó thì mới kịp đi cơ tận diệt. Lúc này thế giới bi ai, chẳng nói vắng dài Phật nọ thức tâm đó. Bây giờ thế giới đang bi ai rồi, đang chết rồi, bây giờ ở đây mà thừa hoài chết hết còn gì. Bây giờ thôi không có thừa gì chứ. Cái tâm ông là Phật, ông nhận ngay cái biết ông, buông hết tất cả thì đắc đạo liền, thành Phật liền. Không có nói mê mốt, ngồi đây đắc đạo hết trơn. Không ai đắc, tôi thường cho. Thế câu số 10, đồng đạo hỏi, nhập môn cao đài hả? Nhập môn cao đài quy y được ký, nhờ ông Năm chỉ dạy giùm cho đồng đạo hiểu. Nhập môn cao đài hả? Nhập môn cao đài quy y được ký. Cái đó nói về cao đài giáo. Bây giờ nhập môn cao đài rồi, mình quy y thì được có cái thọ khí chứng cho mình, cũng như có cái thiên mạng vậy. Rồi chú nói lại, nhờ chú Năm nói lại câu số 10, nhập môn cao đài quy y được không? Thì kính thưa quý vị, nhập môn cao đài quy y được chứ không phải không được, nhưng mà nó là tiểu học, cho nên mình theo Thiên Chúa là trung học, theo Thầy là đại học, cho nên theo Thầy rồi thì khỏi trở lại cao đài nữa, mà mình là cao đài thì nên quy y theo Thầy. Để tiếc là bởi vì cái lớp đó cũng chưa phải là lớp cuối cùng, cao đài vẫn luân hồi sinh tử, Thiên Chúa vẫn luân hồi sinh tử, chỉ có Phật mới ra khỏi luân hồi sinh tử. Chính mấy bác tôi là cao đài dẫn xuống đây ở Tà Thánh Tây Ninh, dẫn mấy trăm người mặc đồ trắng nửa đêm xuống đây yêu cầu tôi thuyết pháp, tôi thuyết cho mấy ông nghe rồi, ông nào cũng mừng khấp khởi luôn, đó là sự thật. Dạ rồi xong rồi đó. Rồi tới câu 11 tiếp theo, làm như thế nào mới được gọi là buông cái thân
trong khi mình đang dùng cái thân để sống và tu. Rồi, nhiêu đó. Ừ. Bây giờ thường thường thì ai cũng nói buông cái thân là đạo. Nhưng mà mình đương dùng cái thân này buông nó rồi sao sống được, cái ý nó vậy đó hen. Buông cái thân là buông cái chấp. Mình chấp cái thân này là mình, cho nên mình mới bị nó đày đà, mới bị nó khổ đau, mới bị nó luân hồi sinh tử. Mình mượn cái thân để lập công bồi đức, mượn cái thân để tu hành. Mình là ông chủ, như ông điều khiển cái thân đó. Như vậy là mình thành Phật, lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần mới có thể mong về cực lạc. Đó, cái thân này nó hay có cái tánh phàm trần, nó sanh ra đủ thứ hết trơn, lục căn ô những lục trần, ba nghiệp tạo mười đoạn. Bây giờ lấy chân nhân dẹp hết, tụi bây gian ra hết đi, tao là ông Phật, mày đừng có lại khuấy rối tao nữa, thì nó tạc ra hết, thì về cực lạc. Cười cái về cực lạc rồi nhé. Rồi câu tiếp theo. Đối với Phật tử tại gia vẫn còn trách nhiệm với con, các con còn nhỏ tuổi thì làm sao có thể buông hết được. Nhưng vẫn còn chọn đạo nghĩa. Thường thường người ta lầm á, người ta nói buông cái bỏ vợ bỏ chồng bỏ con đi tu, chứ không phải như vậy. Buông là buông cái chấp, bổn phận vợ lo cho chồng, bổn phận chồng lo cho vợ, cha mẹ lo cho con, đâu có tội gì. Ai hồi nào giờ có cấm gì đó đâu. Mình làm bổn phận mình lo chu đáo, mà đừng ô nhiễm, đừng dục vọng, đừng ham muốn. Hồi đó mình làm ai chọc cái mình nổi nóng, còn bây giờ mình làm ai chọc cái mình nên tu vui vẻ đó. Thật đó, cười đi thành Phật, chồng chữ tôi cười và là Di Lạc đó. Giờ để con hỏi tiếp theo chú câu này. Có vị đồng đạo này nói, cư sĩ tại gia có vợ có chồng mà giải thoát được không? Tu giải thoát được không, nhờ ông Nam chỉ dạy giùm. Cái này mới hay đó, ai hỏi câu đó nó hay à. Thẳng này tôi giải thích cho luôn. Bây giờ cư sĩ tại gia có vợ có chồng là ban đầu tu nhân đạo, lần lần cái mình tu trưởng thành lên, mình thấy từ lâu tạo nghiệp khổ quá rồi, lo vợ lo con rồi lo vật chất đủ thứ hết, thôi giờ chán rồi thì đủ, thôi vợ chồng mình chán tu giải thoát, thì cho cái nhà mình là cái chùa, vợ chồng là tình đồng đạo dưỡng nuôi đó, dứt ái ân quyến thuộc triệt trọ, khắc sống khổ thương yêu liên liệt thì thành mật ráo hết trơn, vợ cũng thành, chồng cũng thành Phật luôn. Còn không anh? Thôi vậy để tôi cũng xin tiếp theo chút xíu chỗ này ha. Bởi vì thường thường người ta chấp là những người tu sĩ tại gia có cái giải thoát và thành Phật, nhưng mà sự thật ra là ông Năm nói đó rất là tỏ thường rồi, để cho quý vị có mặt hôm nay tại đây để mình khỏi chấp vào đó nữa, để quyết tâm để mình tu tiến tới để đến đường liễu sanh thác tử, để về quê hương xưa của chính mình, đó là Phật giới. Chứ không phải mà có vợ có chồng không giải thoát được, là điều đó nghĩ như vậy là sai lầm. Rồi thì đây xin chậm dừng đi ha. Thành ra cái câu sau cùng thì đồng đạo hỏi ông Năm dạy rõ cái đường tu cho thành Phật. Thì cái thành Phật này nó có nhiều cách tu, phải không? Những người mà tu thông thường đó thì từ thấp lên cao, nhân thừa thiên thừa, tức là đạo làm người, là giữ ngũ giới, giữ mười giới thập ác không phạm và sanh lên cõi trời. Đó, rồi mới thinh văn thừa, là sống thẳng ngay cái tâm thanh tịnh không vọng niệm, mới Bồ Tát thừa, từ không vọng niệm đó phát đại nguyện độ chúng sanh là Bồ Tát thừa đó, rồi mới lên Phật thừa. Phật thừa thì không cần trải qua mấy cái kia nữa, sống thẳng ngay chân Phật của mình, ngộ ngay Phật của mình thì thành Phật, rồi độ chúng sanh đều thành Phật hết. Đó là Phật thừa, tối thượng thừa. Thì bây giờ cái hoàn cảnh xã hội đi đến cái lúc ly lạc, thế giới này đang bùng nổ chết chóc, cho nên Đức Thầy khai ngộ cho tôi. Đức Thầy nó tu như đệ tử Phật hồi xưa, tu như từ lâu, từ thừa này tới thừa kia không còn kịp nữa. Ở đây tu chậm rãi chết hết, bây giờ Thầy khai ngộ cái pháp môn, tu thành Phật liền, không có thừa nào hết trơn. Như vậy đó thì mới kịp đi cơ tận diệt. Lúc này thế giới bi ai, chẳng nói vắng dài Phật nọ thức tâm. Đó, bây giờ thế giới đang bi ai rồi, đang chết rồi, bây giờ ở đây mà thừa hoài chết hết còn gì. Bây giờ thôi không có thừa gì chứ. Cái tâm ông là Phật, ông nhận ngay cái biết ông, buông hết tất cả thì đắc đạo liền, thành Phật liền, không có nói mơ mốt, ngồi đây đắc đạo hết trơn.
không ai đắc tôi thường cho. Thế câu số 10, đồng đạo hỏi: nhập môn cao đài nhập môn cao đài quy y được ký, nhờ ông Năm chỉ dạy giùm cho đồng đạo hiểu. Nhập môn cao đài hả? Nhập môn cao đài quy y được ký. Cái đó nói về cao đài giáo. Bây giờ nhập môn cao đài rồi, mình quy y thì được có cái thọ khí chứng cho mình, cũng như có cái thiên mạng vậy. Rồi chú nói lại, nhờ chú Năm nói lại câu số 10, nhập môn cao đài quy y được không? Rồi giờ đó. Thì kính thưa quý vị, nhập môn cao đài quý vị được chứ không phải không được, nhưng mà nó là tiểu học, cho nên mình theo Thiên Chúa là trung học, theo thầy là đại học, cho nên theo thầy rồi thì khỏi trở lại cao đài nữa, mà mình là cao đài thì nên quy y theo thầy. Để tiếc là bây giờ cái lớp đó cũng chưa phải là lớp cuối cùng, cao đài vẫn luân hồi sinh tử, Thiên Chúa vẫn luân hồi sinh tử, chỉ có Phật mới ra khỏi luân hồi sinh tử. Có chính mấy bác tôi là cao đài vẫn xuống đây ở Tà Thánh Tây Ninh, dẫn mấy trăm người mặc đồ trắng nửa đêm trước đây yêu cầu tôi thuyết pháp, tôi thuyết cho mấy ông nghe rồi, ông nào cũng mừng khấp khởi luôn, đó là sự thật. Dạ rồi, xong rồi đó. Rồi tới câu 11 tiếp theo: làm như thế nào mới được gọi là buông cái thân, trong khi mình đang dùng cái thân để sống và tu? Rồi nhiêu đó. Bây giờ thường thường thì ai cũng nói buông cái thân là đạo, nhưng mà mình đương dùng cái thân này mà buông nó rồi sao sống được, cái ý nó vậy đó hen. Buông cái thân là buông cái chấp, mình chấp cái thân này là mình, cho nên mình mới bị nó đài đà, mới bị nó khổ đau, mới bị nó luân hồi sinh tử. Mình mượn cái thân để lập công bồi đức, mượn cái thân để tu hành, mình là ông chủ dương ông điều khiển cái thân đó, như vậy là mình thành Phật, lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần mới có thể mong về cực lạc đó. Cái thân này nó hay có cái tánh phàm trần, nó sanh ra đủ thứ hết trơn, lục căn ô những lục trần, ba nghiệp tạo mười đoá. Bây giờ lấy chân nhân dẹp hết, tụi bây gian ra hết đi, tao là ông Phật, mày đừng lại khuấy rối tao nữa, thì nó tạc ra hết, thì về cực lạc. Cười cái về cực lạc rồi. Câu tiếp theo: đối với Phật tử tại gia vẫn còn trách nhiệm với con, các con còn nhỏ tuổi thì làm sao có thể buông hết được, nhưng vẫn còn chọn đạo nghĩa. Thường thường người ta lầm đó, người ta nói buông cái bỏ vợ bỏ chồng bỏ con đi tu, chứ không phải như vậy. Buông là buông cái chấp, bổn phận vợ lo cho chồng, bổn phận chồng lo cho vợ, cha mẹ lo cho con, đâu có tội gì, ai hồi nào giờ có cấm gì đó đâu. Mình làm bổn phận mình lo chu đáo, mà đừng ô nhiễm, đừng dục vọng, đừng ham muốn. Hồi đó mình làm ai chọc cái mình nổi nóng, còn bây giờ mình làm ai chọc cái mình nên tu vui vẻ đó, Phật đó. Cười đi cái thành Phật, chồng chữ tôi cười hoài là Di Lạc đó. Giờ để con hỏi tiếp theo chú câu này. Có vị đồng đạo này nói: cư sĩ tại gia có vợ có chồng mà giải thoát được không? Tu giải thoát được không, nhờ ông Năm chỉ dạy giùm. Cái này mới hay đó, ai hỏi câu đó nó hay à. Thẳng này tôi dễ thích cho luôn. Bây giờ cư sĩ tại gia có vợ có chồng là ban đầu tu nhân đạo, lần lần cái mình tu trưởng thành lên, mình thấy từ lâu tạo nghiệp khổ quá rồi, lo vợ lo con rồi lo vật chất đủ thứ hết, thôi giờ chán rồi thì đủ, thôi vợ chồng mình chán tu giải thoát, thì cho cái nhà mình là cái chùa, vợ chồng là tình đồng đạo dưỡng nuôi đó, dứt ái ân quyến thuộc triệt trọ, khắc sống khổ thương yêu liên liệt thì thành mật ráo hết trơn, vợ cũng thành, chồng cũng thành Phật luôn. Con không quên. Thôi vậy để tôi xin tiếp theo chút xíu cho này ha. Bởi vì thường thường người ta chấp là những người tu sĩ tại gia có cái giải thoát và thành Phật, nhưng mà sự thật ra là ông Năm nói đó rất là tỏ thường rồi, để cho quý vị có mặt hôm nay tại đây để mình khỏi chấp vào đó nữa, để quyết tâm để mình tu tiến tới để đến đường liễu sanh thác tử, để về quê hương xưa của chính mình, đó là Phật giới.
chứ không phải mà có vợ có chồng không giải thoát được là điều đó, nghĩ như vậy là hay sai lầm ha. Rồi thì đây xin chậm dừng đi ha. Thành ra cái câu sau cùng thì đồng đạo hỏi ông Năm dạy rõ cái đường tu cho thành Phật. Thì cái thành Phật này nó có nhiều cách tu, phải không? Những người mà tu thông thường đó thì từ thấp lên cao, nhân thừa, thiên thừa, tức là đạo làm người, là giữ ngũ giới, giữ 10 giới thập ác không phạm là sanh lên cõi trời. Đó, rồi mới thinh văn thừa là sống thẳng ngay cái tâm thanh tịnh không vọng niệm, mới Bồ Tát thừa, từ không vọng niệm đó phát đại nguyện độ chúng sanh là Bồ Tát thừa đó, rồi mới lên Phật thừa. Phật thừa thì không cần trải qua mấy cái kia nữa, sống thẳng ngay sự thật của mình, ngộ ngay Phật của mình thì thành Phật, rồi độ chúng sanh đều thành Phật hết. Đó là Phật thừa tối thượng thừa. Thì bây giờ cái hoàn cảnh xã hội đi đến cái lúc ly lạc, thế giới này đang bùng nổ chết chóc, cho nên Đức Thầy khai ngộ cho tôi. Đức Thầy nó tu như đệ tử Phật hồi xưa, tu như từ lâu, từ thừa này tới thừa kia không còn kịp nữa. Ở đây tu chậm rãi chết hết, bây giờ Thầy khai ngộ cái pháp môn, tu thành Phật liền, không có thừa nào hết trơn. Như vậy đó thì mới kịp đi cơ tận diệt. Lúc này thế giới bi ai, chẳng nói vắng dài Phật nọ tích tâm. Đó, bây giờ thế giới đang bi ai rồi, đang chết rồi, bây giờ ở đây mà thừa hoài chết hết còn gì. Bây giờ thôi không có thừa gì chứ, cái tâm ông là Phật, ông nhận ngay cái biết của ông, buông hết tất cả thì đắc đạo liền, thành Phật liền, không có nói mơi mốt, ngồi đây đắc đạo hết trơn, không ai đắc tôi thường cho. Thế câu số 10, đồng đạo hỏi, nhập môn cao đài hả? Nhập môn cao đài quy y được ký, nhờ ông Năm chỉ dạy giùm cho đồng đạo hiểu. Nhập môn cao đài hả? Nhập môn cao đài quy y được ký. Cái đó nói về cao đài giáo. Bây giờ nhập môn cao đài rồi, mình quy y thì được có cái thọ khí chứng cho mình, cũng như có cái thiên mạng vậy. Rồi chú nói lại, nhờ chú Năm nói lại câu số 10, nhập môn cao đài quy y được không? Thì kính thưa quý vị, nhập môn cao đài quy y được chứ không phải không được, nhưng mà nó là tiểu học, cho nên mình theo Thiên Chúa là trung học, theo Thầy là đại học, cho nên theo Thầy rồi thì khỏi trở lại cao đài nữa, mà mình là cao đài thì nên quy y theo Thầy. Để tiếc là bởi vì cái lớp đó cũng chưa phải là lớp cuối cùng, cao đài vẫn luân hồi sinh tử, Thiên Chúa vẫn luân hồi sinh tử, chỉ có Phật mới ra khỏi luân hồi sinh tử. Nó chính mấy bác tôi là cao đài dẫn xuống đây ở Tà Thánh Tây Ninh, dẫn mấy trăm người mặc đồ trắng nửa đêm xuống đây yêu cầu tôi thuyết pháp, tôi thuyết cho mấy ông nghe rồi, ông nào mới mừng khấp khởi được, đó là sự thật. Dạ rồi xong rồi đó. Rồi tới câu 11 tiếp theo, làm như thế nào mới được gọi là buông cái thân, trong khi mình đang dùng cái thân để sống và tu? Rồi nhiêu đó. Bây giờ thường thường thì ai cũng nói buông cái thân là đạo, nhưng mà mình đương dùng cái thân này buông nó rồi sao sống được, cái ý nó vậy đó hen. Buông cái thân là buông cái chấp, mình chấp cái thân này là mình, cho nên mình mới bị nó đài đà, mới bị nó khổ đau, mới bị nó luân hồi sinh tử. Mình mượn cái thân để lập công bồi đức, mượn cái thân để tu hành, mình là ông chủ dân ông điều khiển cái thân đó, như vậy là mình thành Phật, lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần mới có thể mong về cực lạc đó. Cái thân này nó hay có cái tánh phàm trần, nó sanh ra đủ thứ hết trơn, lục căn ô nhiễm, lục trần ba nghiệp tạo mười nữa. Bây giờ lấy chân nhân dẹp hết, tụi bay giang ra hết đi, tao là ông Phật, mày đừng lại khuấy rối tao nữa, thì nó tạc ra hết, thì về cực lạc. Cười cái gì cực lạc hả? Rồi câu tiếp theo, đối với Phật tử tại gia vẫn còn trách nhiệm với con, các con còn nhỏ tuổi thì làm sao có thể buông hết được? Nhưng vẫn còn chọn đạo nghĩa. Thường thường người ta lầm á, người ta nói buông cái bỏ vợ bỏ chồng bỏ con đi tu, chứ không phải như vậy. Buông là buông cái chấp,
bổn phận vợ lo cho chồng, bổn phận chồng lo cho vợ, cha mẹ lo cho con, đâu có tội gì. Ai hồi nào giờ có cấm chuyện đó đâu. Mình làm bổn phận, mình lo chu đáo, mà đừng ô nhiễm, đừng dục vọng, đừng ham muốn. Hồi đó mình làm ai chọc cái mình nổi nóng, còn bây giờ mình làm ai chọc cái mình nên tôi vui vẻ. Đó, Phật đó. Cười đi, thành Phật. Chồng chữ tôi cười và là Di Lạc đó. Giờ để con hỏi tiếp theo chú câu này. Có vị đồng đạo này nói, cư sĩ tại gia có vợ có chồng mà giải thoát được không? Tu giải thoát được không, nhờ ông Năm chỉ dạy giùm. Cái này mới hay đó, ai hỏi câu đó nó hay à. Thẳng lời tôi dễ thích cho luôn. Bây giờ cư sĩ tại gia có vợ có chồng là ban đầu tu nhân đạo, lần lần cái mình tu trưởng thành lên, mình thấy từ lâu tạo nghiệp khổ quá rồi, lo vợ lo con rồi lo vật chất đủ thứ hết, thôi giờ chán rồi thì đủ thôi vợ chồng mình chán tu giải thoát, thì cho cái nhà mình là cái chùa, vợ chồng là tình đồng đạo dưỡng nuôi đó, dứt cái ân quyến thuộc chuyện trò khắc sống khổ thương yêu đi việc thì thành mật ráo hết trơn, vợ cũng thành, chồng cũng thành Phật luôn. Còn không anh? Thôi vậy để được xin tiếp theo chút xíu cho này ha. Bởi vì thường thường người ta chấp là những người tu sĩ tại gia có cái giải thoát và thành Phật, nhưng mà sự thật ra là ông Năm nói đó rất là tỏ tường rồi, để cho quý vị có mặt hôm nay tại đây để mình khỏi chấp vào đó nữa, để quyết tâm để mình tu tiến tới để đến đường liễu sanh thác tử, để về quê hương xưa của chính mình, đó là Phật giới. Chứ không phải mà có vợ có chồng không giải thoát được là điều đó nghĩ như vậy là sai lầm. Rồi thì đây xin chậm dừng đi ha. Thành ra cái câu sau cùng thì đồng đạo hỏi ông Năm dạy rõ cái đường tu cho thành Phật. Thì cái thành Phật này nó có nhiều cách tu, phải không? Những người mà tu thông thường đó thì từ thấp lên cao, nhân thừa thiên thừa, tức là đạo làm người là giữ ngũ giới, giữ 10 giới thập ác không phạm và sanh lên cõi trời đó, rồi mới thinh văn thừa là sống thẳng ngay cái tâm thanh tịnh không vọng niệm, mới Bồ Tát thừa, từ không vọng niệm đó phát đại nguyện độ chúng sanh là Bồ Tát thừa đó, rồi mới lên Phật thừa. Phật thừa thì không cần trải qua mấy cái kia nữa, sống thẳng ngay sắc thật của mình, ngộ ngay Phật của mình thì thành Phật, rồi độ chúng sanh đều thành Phật hết. Đó là Phật thừa, tối thượng thừa. Thì bây giờ cái hoàn cảnh xã hội đi đến cái lúc ly lạc, thế giới này đang bùng nổ chết chóc, cho nên Đức Thầy khai ngộ cho tôi. Đức Thầy nó tu như đệ tử Phật hồi xưa, tu như từ lâu, từ thừa này tới thừa kia không còn kịp nữa. Ở đây tôi chậm rãi chết hết, bây giờ thầy khai ngộ cái pháp môn tu thành Phật liền, không có thừa nào hết trơn. Như vậy đó thì mới kịp đi cơ tận diệt. Lúc này thế giới bi ai, chẳng nói vắng dài Phật nọ thức tâm đó. Bây giờ thế giới đang bi ai rồi, đang chết rồi, bây giờ ở đây mà thừa hoài chết hết còn gì. Bây giờ thôi không có thừa gì chứ, cái tâm ông là Phật, ông nhận ngay cái biết ông buông hết tất cả thì đắc đạo liền, thành Phật liền, không có nói mê mốt gì, ngồi đây đắc đạo hết trơn, không ai đắc tôi thường cho. Thế câu số 10, đồng đạo hỏi, nhập môn cao đài hả? Nhập môn cao đài quy y được ký, nhờ ông Năm chỉ dạy giùm cho đồng đạo hiểu. Nhập môn cao đài hả? Nhập môn cao đài quy y được ký. Cái đó nói về cao đài giáo. Bây giờ nhập môn cao đài rồi, mình quy y thì được có cái thọ khí chứng cho mình, cũng như có cái thiên mạng vậy. Rồi chú nói lại, nhờ chú Năm nói lại câu số 10, nhập môn cao đài quy y được không? Thì kính thưa quý vị, nhập môn cao đài quy y được chứ không phải không được, nhưng mà nó là tiểu học, cho nên mình theo Thiên Chúa là trung học, theo thầy là đại học, cho nên theo thầy rồi thì khỏi trở lại cao đài nữa, mà mình là cao đài thì nên nguyên chi theo thầy. Để tiếc là bởi vì cái lớp đó cũng chưa phải là lớp cuối cùng, cao đài vẫn luân hồi sinh tử, Thiên Chúa vẫn luân hồi sinh tử, chỉ có Phật mới ra khỏi luân hồi sinh tử. Nó chính mấy bác tôi là cao đài dẫn xuống đây ở Tà Thánh Tây Ninh, dẫn mấy trăm người mặc đồ trắng nửa đêm xuống đây yêu cầu tôi thuyết pháp, tôi thuyết cho mấy ông nghe rồi, ông nào nói mừng khấp khởi luôn, đó là sự thật. Dạ rồi xong rồi đó. Rồi tới câu 11 tiếp theo, làm như thế nào
mới được gọi là buông cái thân, trong khi mình đang dùng cái thân để sống và tu. Rồi, nhiêu đó. Bây giờ thường thường thì ai cũng nói buông cái thân là đạo, nhưng mà mình đương dùng cái thân này buông nó rồi sao sống được, cái ý nó vậy đó hen. Buông cái thân là buông cái chấp, mình chấp cái thân này là mình, cho nên mình mới bị nó đài đà, mới bị nó khổ đau, mới bị nó luân hồi sinh tử. Mình mượn cái thân để lập công bồi đức, mượn cái thân để tu hành, mình là ông chủ như ông điều khiển cái thân đó. Như vậy là mình thành Phật, lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần mới có thể mong về cực lạc. Đó, cái thân này nó hay có cái tánh phàm trần, nó sanh ra đủ thứ hết trơn, lục căn ô những lục trần, ba nghiệp tạo mười đứa. Bây giờ lấy chân nhân dẹp hết, tụi bây gian ra hết đi, tao là Phật, mày đừng lại khuấy rối tao nữa, thì nó tạc ra hết, thì về cực lạc. Cười cái về cực lạc hả? Rồi câu tiếp theo. Đối với Phật tử tại gia vẫn còn trách nhiệm với con, các con còn nhỏ tuổi thì làm sao có thể buông hết được. Nhưng vẫn còn chọn đạo nghĩa. Thường thường người ta lầm đó, người ta nói buông cái bỏ vợ bỏ chồng bỏ con đi tu, chứ không phải như vậy. Buông là buông cái chấp, bổn phận vợ lo cho chồng, bổn phận chồng lo cho vợ, cha mẹ lo cho con, đâu có tội gì. Ai hồi nào giờ có cấm gì đó đâu. Mình làm bổn phận, mình lo chu đáo, mà đừng ô nhiễm, đừng dục vọng, đừng ham muốn. Hồi đó mình làm ai chọc tới mình nổi nóng, còn bây giờ mình làm ai chọc tới mình nên tôi vui vẻ. Đó, Phật đó. Cười đi, thành Phật. Chồng chữ tôi cười và là Di Lạc đó. Giờ để con hỏi tiếp theo chú câu này. Có vị đồng đạo này nói, cư sĩ tại gia có vợ có chồng mà giải thoát được không? Tu giải thoát được không? Nhờ ông Nam chỉ dạy giùm. Cái này mới hay đó, ai hỏi câu đó nó hay đó. Thẳng này tôi giải thích cho luôn. Bây giờ cư sĩ tại gia có vợ có chồng là ban đầu tu nhân đạo, lần lần cái mình tu trưởng thành lên, mình thấy từ lâu tạo nghiệp khổ quá rồi, lo vợ lo con rồi lo vật chất đủ thứ hết, thôi giờ chán rồi thì đủ thôi vợ chồng mình chán tu giải thoát, thì cho cái nhà mình là cái chùa, vợ chồng là tình đồng đạo dưỡng nuôi đó, dứt ái ân quyến thuộc triệt trọ, khắc sống khổ thương yêu ly liệt thì thành Phật ráo hết trơn, vợ cũng thành, chồng cũng thành Phật luôn. Con không muốn thôi vậy để tôi cũng xin tiếp theo chút xíu cho này ha. Bởi vì thường thường người ta chấp là những người tu sĩ tại gia có cái giải thoát và thành Phật, nhưng mà sự thật ra là ông Năm nói đó rất là tỏ tường rồi, để cho quý vị có mặt hôm nay tại đây để mình khỏi chấp vào đó nữa, để quyết tâm để mình tu tiến tới để đến đường liễu sanh thác tử, để về quê hương xưa của chính mình, đó là Phật giới, chứ không phải mà có vợ có chồng không giải thoát được là điều đó nghĩ như vậy là sai lầm. Rồi thì đây xin chậm dừng đi ha. Thành ra cái câu sau cùng thì đồng đạo hỏi ông Năm dạy rõ cái đường tu cho thành Phật. Thì cái thành Phật này nó có nhiều cách tu, phải không? Những người mà tu thông thường đó thì từ thấp lên cao, nhân thừa, thiên thừa, tức là đạo làm người, là giữ ngũ giới, giữ mười giới thập ác không phạm, là sanh lên cõi trời. Đó, rồi mới thinh văn thừa, là sống thẳng ngay cái tâm thanh tịnh không vọng niệm, mới Bồ Tát thừa, từ không vọng niệm đó phát đại nguyện độ chúng sanh là Bồ Tát thừa đó, rồi mới lên Phật thừa. Phật thừa thì không cần trải qua mấy cái kia nữa, sống thẳng ngay sắc Phật của mình, ngộ ngay Phật của mình thì thành Phật, rồi độ chúng sanh đều thành Phật hết. Đó là Phật thừa tối thượng thừa. Thì bây giờ cái hoàn cảnh xã hội đi đến cái lúc ly lạc, thế giới này đang bùng nổ chết chóc, cho nên Đức Thầy khai ngộ cho tôi. Đức Thầy nó tu như đệ tử Phật hồi xưa, tu như từ lâu, từ thừa này tới thừa kia không còn kịp nữa. Ở đây tu chậm rãi chết hết. Bây giờ Thầy khai ngộ cái pháp môn, tu thành Phật liền, không có thừa nào hết trơn. Như vậy đó thì mới kịp đi cơ tận diệt. Lúc này thế giới bi ai, chẳng nói vắng dài Phật nọ thức tâm. Đó, bây giờ thế giới đang bi ai rồi, đang chết rồi, bây giờ ở đây mà thừa hoài chết hết còn gì.
bây giờ thôi không có thừa gì chứ. Cái tâm ông là Phật, ông nhận ngay cái biết ông buông hết tất cả thì đắc đạo liền, thành Phật liền, không có nói bơi bố ngồi đây đắc đạo hết trơn, không ai đắc tôi thường cho. Thế câu số 10, đồng đạo hỏi: nhập môn cao đài hả? Nhập môn cao đài quy y được ký, nhờ ông Năm chỉ dạy giùm cho đồng đạo hiểu. Nhập môn cao đài hả? Nhập môn cao đài quy y được ký. Cái đó nói về cao đài giáo. Bây giờ nhập môn cao đài rồi, mình quy y thì được có cái thọ khí chứng cho mình, cũng như có cái thiên mạng vậy. Rồi chú nói lại, nhờ chú Năm nói lại câu số 10: nhập môn cao đài quy y được không? Thì kính thưa quý vị, nhập môn cao đài quy y được chứ không phải không được, nhưng mà nó là tiểu học, cho nên mình theo Thiên Chúa là trung học, theo thầy là đại học, cho nên theo thầy rồi thì khỏi trở lại cao đài nữa, mà mình là cao đài thì nên quy y theo thầy. Để tiếc là bây giờ cái lớp đó cũng chưa phải là lớp cuối cùng, cao đài vẫn luân hồi sinh tử, Thiên Chúa vẫn luân hồi sinh tử, chỉ có Phật mới ra khỏi luân hồi sinh tử. Có chính mấy bác tôi là cao đài dẫn xuống đây ở Tà Thánh Tây Ninh, dẫn mấy trăm người mặc đồ trắng nửa đêm xuống đây yêu cầu tôi thuyết pháp, tôi thuyết cho mấy ông nghe rồi, ông nào cũng mừng khấp khởi luôn, đó là sự thật. Dạ rồi xong rồi đó. Rồi tới câu 11 tiếp theo: làm như thế nào mới được gọi là buông cái thân, trong khi mình đang dùng cái thân để sống và tu? Rồi nhiêu đó. Bây giờ thường thường thì ai cũng nói buông cái thân là đạo, nhưng mà mình đương dùng cái thân này buông nó rồi sao sống được, cái ý nó vậy đó hen. Buông cái thân là buông cái chấp, mình chấp cái thân này là mình, cho nên mình mới bị nó đài đạ, mới bị nó khổ đau, mới bị nó luân hồi sinh tử. Mình mượn cái thân để lập công bồi đức, mượn cái thân để tu hành, mình là ông chủ, như ông điều khiển cái thân đó, như vậy là mình thành Phật, lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần mới có thể mong về cực lạc đó. Cái thân này nó hay có cái tánh phàm trần, nó sanh ra đủ thứ hết trơn, lục căn ô những lục trần, ba nghiệp tạo mười đồ ác. Bây giờ lấy chân nhân dẹp hết, tụi bay giang ra hết đi, tao là ông Phật, mày đừng lại khuấy rối tao nữa, thì nó tạc ra hết, thì về cực lạc. Cười cái gì cứ lạc hàng nhé. Rồi câu tiếp theo: đối với Phật tử tại gia vẫn còn trách nhiệm với con, các con còn nhỏ tuổi thì làm sao có thể buông hết được, nhưng vẫn còn chọn đạo nghĩa. Thường thường người ta lầm á, người ta nói buông cái bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ con đi tu, chứ không phải như vậy. Buông là buông cái chấp, bổn phận vợ lo cho chồng, bổn phận chồng lo cho vợ, cha mẹ lo cho con, đâu có tội gì, ai hồi nào giờ có cấm gì đó đâu. Mình làm bổn phận, mình lo chu đáo, mà đừng ô nhiễm, đừng dục vọng, đừng ham muốn. Hồi đó mình làm ai chọc cái mình nổi nóng, còn bây giờ mình làm ai chọc cái mình đi tu vui vẻ, đó thật đó. Cười đi thành Phật, chồng chữ tôi cười và là Di Đạt đó. Giờ để con hỏi tiếp theo chú câu này. Có vị đồng đạo này nói: cư sĩ tại gia có vợ có chồng mà giải thoát được không? Tu giải thoát được không, nhờ ông Năm chỉ dạy giùm. Cái này mới hay đó, ai hỏi câu đó nó hay à. Thẳng này tôi giải thích cho luôn. Bây giờ cư sĩ tại gia có vợ có chồng là ban đầu tu nhân đạo, lần lần cái mình tu trưởng thành lên, mình thấy từ lâu tạo nghiệp khổ quá rồi, lo vợ lo con rồi lo vật chất đủ thứ hết, thôi giờ chán rồi thì đủ, thôi vợ chồng mình chán tu giải thoát, thì cho cái nhà mình là cái chùa, vợ chồng là tình đồng đạo dưỡng nuôi đó, dứt ái ân quyến thuộc triệt trọ, khắc sống khổ thương yêu ly liệt thì thành mật ráo hết trơn, vợ cũng thành, chồng cũng thành Phật luôn. Còn không anh? Thôi vậy để tôi xin tiếp theo chút xíu chỗ này ha. Bởi vì thường thường người ta chấp là những người tu sĩ tại gia có cái giải thoát và thành Phật, nhưng mà sự thật ra là ông Năm nói đó rất là tỏ tường rồi, để cho quý vị có mặt hôm nay tại đây
để mình khỏi chấp vào đó nữa, để quyết tâm để mình tu tiến tới để đến đường liễu sanh thác tử, để về quê hương xưa của chính mình, đó là Phật giới. Chứ không phải mà có vợ có chồng không giải thoát được, là điều đó nghĩ như vậy là hay sai lầm. Rồi thì đây xin chậm dừng đi ha. Thành ra cái câu sau cùng thì đồng đạo hỏi ông Năm dạy rõ cái đường tu cho thành Phật. Thì cái thành Phật này nó có nhiều cách tu, phải không? Những người mà tu thông thường đó thì từ thấp lên cao, nhân thừa, thiên thừa, tức là đạo làm người, là giữ ngũ giới, giữ 10 giới thập ác không phạm và sanh lên cõi trời. Đó, rồi mới thinh văn thừa, là sống thẳng ngay cái tâm thanh tịnh không vọng niệm, mới Bồ Tát thừa, từ không vọng niệm đó phát đại nguyện độ chúng sanh, là Bồ Tát thừa đó, rồi mới lên Phật thừa. Phật thừa thì không cần trải qua mấy cái kia nữa, sống thẳng ngay chân Phật của mình, ngộ ngay Phật của mình thì thành Phật, rồi độ chúng sanh đều thành Phật hết. Đó là Phật thừa, tối thượng thừa. Thì bây giờ cái hoàn cảnh xã hội đi đến cái lúc ly lạc, thế giới này đang bùng nổ chết chóc, cho nên Đức Thầy khai ngộ cho tôi. Đức Thầy nó tu như đệ tử Phật hồi xưa, tu như từ lâu, từ thừa này tới thừa kia không còn kịp nữa. Ở đây tu cầm gã chết hết, bây giờ Thầy khai ngộ cái pháp môn, tu thành Phật liền, không có thừa nào hết trơn. Như vậy đó thì mới kịp đi cơ tận diệt. Lúc này thế giới bi ai, chẳng nói vắng dài Phật nọ thức tâm. Đó, bây giờ thế giới đang bi ai rồi, đang chết rồi, bây giờ ở đây mà thừa hoài chết hết còn gì. Bây giờ thôi không có thừa gì chứ. Cái tâm ông là Phật, ông nhận ngay cái biết ông, buông hết tất cả thì đắc đạo liền, thành Phật liền. Không có nói mơi mốt, ngồi đây đắc đạo hết trơn. Không ai đắc tôi thường cho. Chắc chắn như vậy. Không ai thừa đạo cho. Thế câu số 10, đồng đạo hỏi, nhập môn cao đài hả? Nhập môn cao đài quy y được ký, nhờ ông Năm chỉ dạy giùm cho đồng đạo hiểu. Nhập môn cao đài hả? Nhập môn cao đài quy y được ký. Cái đó nói về cao đài giáo. Bây giờ nhập môn cao đài rồi, mình quy y thì được có cái thọ ký chứng cho mình, cũng như có cái thiên mạng vậy. Rồi chú nói lại, nhờ chú Năm nói lại câu số 10, nhập môn cao đài quy y được không? Thì kính thưa quý vị, nhập môn cao đài quy y được chứ không phải không được, nhưng mà nó là tiểu học, cho nên mình theo Thiên Chúa là trung học, theo Thầy là đại học, cho nên theo Thầy rồi thì khỏi trở lại cao đài nữa, mà mình là cao đài thì nên quy y theo Thầy. Để tiếc là bây giờ cái lớp đó cũng chưa phải là lớp cuối cùng, cao đài vẫn luân hồi sinh tử, Thiên Chúa vẫn luân hồi sinh tử, chỉ có Phật mới ra khỏi luân hồi sinh tử. Nó chính mấy bác tôi là cao đài dẫn xuống đây ở Tà Thánh Tây Ninh, dẫn mấy trăm người mặc đồ trắng nửa đêm xuống đây yêu cầu tôi thuyết pháp, tôi thuyết cho mấy ông nghe rồi, ông nào cũng mừng khấp khởi luôn, đó là sự thật. Dạ rồi xong rồi đó. Rồi tới câu 11 tiếp theo, làm như thế nào mới được gọi là buông cái thân, trong khi mình đang dùng cái thân để sống và tu? Rồi nhiêu đó. Bây giờ thường thường thì ai cũng nói buông cái thân là đạo, nhưng mà mình đương dùng cái thân này mà buông nó rồi sao sống được, cái ý nó vậy đó hen. Buông cái thân là buông cái chấp, mình chấp cái thân này là mình, cho nên mình mới bị nó đài đà, mới bị nó khổ đau, mới bị nó luân hồi sinh tử. Mình mượn cái thân để lập công bồi đức, mượn cái thân để tu hành, mình là ông chủ dân ông điều khiển cái thân đó, như vậy là mình thành Phật, lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần mới có thể mong về cực lạc. Đó, cái thân này nó hay có cái tánh phàm trần, nó sanh ra đủ thứ hết trơn, lục căn ô những lục trần, ba nghiệp tạo mười đoá. Bây giờ lấy chân nhân dẹp hết, tụi bây gian ra hết đi, tao là ông Phật, mày đừng lại khuấy rối tao nữa, thì nó tạc ra hết, thì về cực lạc. Cười cái về cực lạc rồi nhé. Rồi câu tiếp theo, đối với Phật tử tại gia vẫn còn trách nhiệm với con, các con còn nhỏ tuổi thì làm sao có thể buông hết được, nhưng vẫn còn chọn đạo nghĩa.
Thường thường người ta lầm đó, người ta nói buông cái bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ con đi tu, chứ không phải như vậy. Buông là buông cái trách, bổn phận vợ lo cho chồng, bổn phận chồng lo cho vợ, cha mẹ lo cho con, đâu có tội gì. Ai hồi nào giờ có cấm gì đó đâu. Mình làm bổn phận, mình lo chu đáo, mà đừng ô nhiễm, đừng dục vọng, đừng ham muốn. Hồi đó mình làm ai chọc cái mình nổi nóng, còn bây giờ mình làm ai chọc cái mình nên tu vui vẻ. Đó, Phật đó. Cười đi, cái thành Phật. Chồng chữ tôi cười hoài là Di Lạc đó. Giờ để con hỏi tiếp theo chú câu này. Có vị đồng đạo này nói, cư sĩ tại gia có vợ có chồng mà giải thoát được không? Tu giải thoát được không? Nhờ ông Năm chỉ dạy giùm. Cái này mới hay đó, ai hỏi câu đó nó hay à. Thẳng lời tôi giải thích cho luôn. Bây giờ cư sĩ tại gia có vợ có chồng là ban đầu tu nhân đạo, lần lần cái mình tu trưởng thành lên, mình thấy từ lâu tạo nghiệp khổ quá rồi, lo vợ lo con rồi lo vật chất đủ thứ hết, thôi giờ chán rồi thì đủ rồi, thôi vợ chồng mình chán tu giải thoát thì cho cái nhà mình là cái chùa, vợ chồng là tình đồng đạo dưỡng nuôi đó, dứt ái ân quyến thuộc triệt trọ, khắc sống khổ thương yêu đi liệt thì thành mật ráo hết trơn, vợ cũng thành, chồng cũng thành Phật luôn. Còn không quên thôi vậy để tôi xin tiếp theo chút xíu chỗ này ha. Bởi vì thường người ta chấp là những người tu sĩ tại gia có cái giải thoát và thành Phật, nhưng mà sự thật ra là ông Năm nói đó rất là tỏ thường rồi, để cho quý vị có mặt hôm nay tại đây để mình khỏi chấp vào đó nữa, để quyết tâm để mình tu tiến tới để đến đường liễu sanh thác tử, về quê hương xưa của chính mình, đó là Phật giới. Chứ không phải mà có vợ có chồng không giải thoát được, là điều đó nghĩ như vậy là sai lầm. Rồi thì đây xin chậm dừng đi ha.